Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa tóc tiên như hình bông hoa mình cầm đây. Với bông hoa này thì mình làm nó hơi to ấy, cái lá nó hơi to. Hình như nó có một cái tên khác hay hơn ấy, nhưng mà mình cũng không nhớ là cái tên gì, tên nó rất là hay. Nhưng mà mình hay gọi đây là hoa tóc tiên. Đây là cây, ba cây hoa mình đã làm. Thực ra mẫu này thì mình đã làm trước Tết nhưng là chẳng có thời gian để hướng dẫn ấy. Hôm nay thì tiện có hoa mẫu đây thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn luôn. Cũng không khó lắm đâu. Hoa này các bạn chỉ cần cắm ba cây này vào chung một cái chậu hoa nhỏ nhỏ. Mình thì chả kịp cắm chậu. Đây để lại mình sẽ lấy một cái hộp đựng tăm như này, các bạn có thể cắm thêm một lọ ba bông và cắm kèm thêm một số hoa khác nhé, đều rất là xinh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm chi tiết nhé. Thì để làm được cái hoa này chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Chúng ta cần đó là giấy nhúng màu hồng này. Các bạn dùng cái màu hồng mà nó giống với màu hoa tóc tiên nhất nhá. Đây, có màu như có cái mã màu của giấy nhúng Ý hay Hàn ấy, thì cái màu nó giống gần giống hơn. Đây là mình làm giấy nhúng Trung Quốc đó. Giấy nhúng màu xanh, tất cả ở đây mình làm giấy nhúng Trung Quốc hết. Kích thước thì mình đã để trên, mình đã ghi ra giấy như thế này, các bạn có thể làm theo, cắt theo kích thước này nhá. Chúng ta cần một ít giấy xi măng như thế này. Giấy xi măng để bó hoa ấy. Mình chỉ dùng một ít thôi, mình sẽ làm cái phần này này. Cái phần lá khô của cái cành hoa này nhá. Tiếp theo là chúng ta cần đến nhị hoa. Nhị hoa các bạn có thể làm nhị hoa có sẵn hoặc là các bạn cắt giấy nhúng màu vàng nhé. Kẽm cành một đoạn như này, chắc tầm hơn một găng tay thôi. Giấy băng keo sáp màu xanh, các bạn nên chọn cái màu xanh non như thế này nhé. Tại vì các bạn có thể xem cái hoa thật thì cái phần thân của nó là màu nó non ấy. Rồi chúng ta cần chuẩn bị đến súng bắn keo nhé. Cái súng của mình nó hơi bị te tua một tí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt phần cánh hoa. Các bạn dùng cái tờ giấy nhún kích thước như trên màn hình nhá. Các bạn cắt cho mình như thế này. Mình sẽ zoom lên gần cho các bạn có thể thấy. Rồi mình cắt hơi gần quá. Đầu cánh cắt hơi nhọn một chút. Đây là cánh sau khi mình đã cắt xong. Các bạn sau đó thì các bạn dùng tay hơi làm cong một chút nhé. Co một chút rồi các bạn dùng tay hơi bóp nhẹ một chút thôi. Cánh hoa nó không quá nhọn ấy, các bạn hơi cắt thon thon một chút nhé. Đây là chúng ta đã được một cánh hoa. Tương tự chúng ta sẽ cắt thêm khoảng 5 cái cánh nữa nhé. Như thế này. Chúng ta cắt luôn phần lá nhé. Phần lá thì các bạn cắt mảnh kích thước như thế này. Ok. Rồi sau đó các bạn gấp đôi lại. Đây, chúng ta sẽ được cái lá như thế này. Chúng ta sẽ cắt tương tự chiếc lá mấy nhiều, khoảng 4 đến 5 cái lá như thế này nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ vào phần ghép cái hoa này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng phần nhị này, chúng ta sẽ gấp đôi lại. Rồi các bạn dùng băng keo sáp. Trời ơi, không biết là ở bên ngoài họ đang làm cái gì. Tự nhiên lại có tiếng loa. Nghe khó chịu quá. Bên ngoài đang gió rất to đó. Đây, sau khi ghép xong chúng ta sẽ được cái hoa như thế này. Các bạn dùng ba cái cánh bên trong. Mình sẽ dùng keo nến nhá. Quên mất có keo nến mà lại dùng tay. Ba cánh ở lớp bên trong nhá. Tạo tình hình tam giác. Tiếp theo đó là ba lớp bên ngoài. Các bạn đặt so le với cái lớp cánh trước nhé. Cái ghép cánh tương tự với ghép như kiểu ghép hoa ly á. Ba cánh bên trong và ba cánh bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ cuốn băng keo sáp vào. Ghép phần đài. Bây giờ thì để tạo được cái lá như thế này thì các bạn có thể dùng màu nâu hoặc là dùng cái giấy xi măng màu xanh này để được nhá. Các bạn vo tròn lại cho nó nát tờ giấy ấy. Hoặc các bạn có thể dùng cái nhún màu nâu cũng được. Mình làm hoa thì hay thiếu màu lắm, cho nên là nhà chả có đủ màu để làm ấy. Thỉnh thoảng thì mình nhớ ra thì mình lại mua, đến lúc làm clip thì cứ lại bị thiếu đó. Các bạn cắt thành hình vuông nhá, hoặc là hình chữ nhật kiểu như thế này, sau đó các bạn đặt như thế này, hơi cắt đường tích, cắt cho nó, có nghĩa là không để cho nó thành đường thẳng là được nhé. Các bạn đặt chéo như này, sau đó cuốn dùng một chút băng keo nến nhé cho nó cố định. Các bạn đặt chéo này, sau đó cuốn lại. Tiếp tục dùng băng keo sáp.
cuộn lại rồi chúng ta ghép thêm lá vào thôi. Các bạn làm lá nó nhỏ như thế này thôi nhé, tại vì cái lá kia mình làm nó hơi to ấy, nó không giống lá hoa tóc tiên thật lắm. Bạn nào mà muốn lá nó cứng hết thì các bạn có thể dùng cái kẽm nhỏ hơn thì các bạn đặt vào phần giữa phần lá nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh đến phần cánh hoa này. Các bạn sẽ dùng tay đẩy nhẹ cánh hoa ra. Đây. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ hơi bẻ cong cái đầu cánh hoa một chút. Hoa tóc tiên thì nó cũng hơi thẳng đấy, nhưng mà mình muốn nó mềm mại thì mình cứ bẻ cong nó ra một chút nhé, nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Nhìn nó không bị cứng á. Đây các bạn có thể thấy đây là bông hoa trước mình làm và bông hoa thứ hai mình vừa hướng dẫn các bạn làm xong, thì cái bông hoa mẫu ấy thì cái lá nó hơi to này, nhưng mà các bạn có thể dùng cái kẽm nhỏ như thế này, các bạn đặt vào dần giữa phần lá này thì chúng ta sẽ có thể tùy ý bẻ cong được cái lá này theo ý mình muốn nhé. Còn như thế này thì mình hướng dẫn các bạn là không, là làm lá không có cái kẽm đấy thì cái lá nó sẽ như thế này. Cận cảnh bông hoa mà chúng ta vừa mới làm xong đây cũng không được giống thật lắm, nhưng mà nhìn xa thì cũng hao hao đúng không ạ. Hy vọng là với cái hướng dẫn này thì các bạn có thể làm được những cái bông hoa tóc tiên nhìn đẹp nhá. Đây, bông mẫu mình làm bao giờ cũng nó không được đẹp vì là chưa có kinh nghiệm ấy. Cái bông mình mới làm xong thì kích thước nó vừa đủ này, nhỏ vừa với hoa thật hơn. Đây là một hướng dẫn của mình về làm hoa tóc tiên. Thì hy vọng với cái hướng dẫn này thì các bạn có thể làm được nhiều bông hoa nhá. Cái hoa này thì để cắm, mình thấy để cắm cũng đẹp, hoặc là các bạn để thành làm nhiều bông xong bó tròn ấy thì nhìn cũng đẹp nhá. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau.